hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Cali Sài Gòn và xin chúc cho mọi người một ngày thật vui vẻ, bình an, hạnh phúc bên gia đình nha. Vâng, hôm nay là thứ năm tháng 2 rồi các bạn ơi. Trời vẫn còn xe xe lạnh, nghỉ ngơi ra đây tâm sự tán gẫu với các bạn một chút xíu. Mình muốn lên đây để chia sẻ với các bạn một tin cập nhật mà đã thông qua ngày hôm qua rồi. Um, mình chỉ đến đến đây chỉ chia sẻ thôi các bạn ha. thì dĩ nhiên tin tức nào cũng vậy có bạn thì thích có bạn thì không thích. nói chung quy uh, là làm youtuber cũng giống như làm dâu trong thiên hạ gì đó. Uh, không có bị ném đá ném gạch thì là mừng lắm rồi. cảm ơn các bạn nhiều nha. mình chỉ chia sẻ thôi chứ đừng có ném đá ném cái gạch mình tội mình lắm. <laughs> cũng như các bạn đã biết là gói cứu trợ lần thứ ba này á. 1.900 tỷ Coi như đã thông qua rồi các bạn ha à, Hôm qua thì à, Hạ viện người ta đã thông qua rồi Với lại tỷ lệ là 218 Trên 212 Có nghĩa là Có cứu trợ 1.400 này sẽ thông qua Tại sao mà mình lãnh được 1.400 à, Không phải là 600 Không phải là 1.200 Mà cái này cũng là Cái uh, cái đề xuất mà tổng thống trump đề ra kỳ trước là 2.000 mà chúng ta đã lãnh được là 600 rồi và bây giờ thì mỗi người sẽ lãnh được thêm 1.004 nữa thì tổng cộng lại cũng là 2.000. thì bên đảng cộng hòa đây họ cũng không đồng ý họ chỉ đồng ý 500 mấy chục tỷ mà thôi chứ không phải chứ không phải là 1,9 nghìn tỷ nhưng mà có không đồng ý hay có đồng ý gì nữa thì hạ viện cũng đã thông qua rồi và bây giờ họ đưa lên thượng viện. Ừ, họ đưa lên thượng viện mà bây giờ thượng viện cũng phải thông qua thôi. Họ nói rằng họ không có cái đề xuất này không phải mà giống như kiểu ngày trước trước, trước nữa mà cái kiểu mà à, ở trên bên thượng viện 60% ở hạ viện 4% thì sẽ không thông qua bây giờ đó, thì cũng như các bạn đã biết hạ viện nè thượng viện nè luôn cả nhà trắng đảng dân chủ đều nắm hết cho nên bây giờ đó, họ đưa lên cho thượng viện cái đề xuất một chín trăm tỷ này á mà nếu mà bên cộng hòa năm mươi phản đối vừa rồi năm mươi phần trăm đồng ý thì cũng còn có phó tổng thống nữa và phó tổng thống cũng như là họ đã được 51% rồi. Đó họ bây giờ họ làm như thế này họ không có cần phải mà 60% trăm à, chấp thuận thì à, đề xuất đó đó sẽ, sẽ sẽ, sẽ được ký. Mà bây giờ 51% thôi là cũng ok nữa. Chứ họ không có là theo cái kiểu mà luật lệ như ngày xưa nữa rồi. Thì coi như là cái đề xuất này đã thông qua và người được lãnh như thế nào và người không được lãnh như thế nào thì nó có một chút xíu thay đổi là chú bảy đinh của mình á, đó, chú bảy đinh tổng thống của mình á, chú bảy đinh bây giờ có một chút xíu thay đổi là như thế này ngày xưa độc thân á trên 75 mươi ngàn thì không được lãnh cái chất đó còn bây giờ á trên 50 mươi ngàn là không được lãnh rồi đó phải dưới 50 mươi ngàn mới được còn hai vợ chồng thì sao? Hai vợ chồng ngày xưa thì dưới 150.000 thì ok, nhưng mà bây giờ thì không được. Bây giờ phải dưới 100.000, hai vợ chồng uh, income phải dưới 100.000 thì mới được lãnh tấm chất 1.400 đó. Thì uh, cũng như các bạn đã biết là thì một người lãnh 1.400, hai vợ chồng thì 2.800. Ở độc thân à, làm dưới 50 ngàn thì lãnh được 1 ngàn Nếu gia đình chúng ta hai vợ chồng mà làm dưới 100 ngàn mà có hai đứa con nhỏ thì chúng ta nhân lên. Ngàn tư nhân lên cho 4 thì nhiêu? À, ngàn tư, 2 ngàn thì 5 ngàn sáu. Mà nếu có ba đứa con thì nhiêu? ba đứa con, hai vợ chồng, ba đứa con thì lãnh được 7 ngàn. Trà cũng được 7 ngàn đồng ha. À, 7 ngàn đồng tiêu Tết, xài Tết. Nhưng sau này con cháu mình cũng đóng thuế lại cũng nhiều lắm mà hai trong mà chơi. <laughs> cái này thì nó hỗ trợ mình thấy rõ là cho hỗ trợ cho người in cơm thấp à, mấy người mà ăn quay hay là income thấp hay làm lương quá ít thì nó có lợi nhưng đối với những người mà minimum class thì không có lợi thứ nhất là họ sẽ bị đóng thuế nhiều thứ hai nữa họ sẽ không được hỗ trợ những cái chất này uhm thì cái đó là đường lối của chính phủ đi thì mình cũng không biết được nữa không cái nào tốt cái nào lợi thì bây giờ mình chỉ có chia sẻ lên đây cho các bạn biết vậy thôi và bây giờ họ đưa lên cho thượng viện để thượng viện ký mà bây giờ thì họ không có nói là có đồng ý hay không đồng ý gì cuối cùng cũng phải qua thông qua thôi tại vì đảng dân chủ đã nắm hết lưỡng đảng luôn cả nhà trắng luôn rồi À, thì mình theo nhiều người nói, nhiều người nói và chuyên gia nói rằng thì à, đề xuất này sẽ được thông qua, thì nó sẽ thành một cái dự luật luôn rồi. rồi chừng nào chúng ta được lãnh thì nếu mà thông qua tuần này nữa thì à, khoảng có hai tuần nữa hả, à, hai ba tuần nữa thì sẽ đưa lên cho nhà trắng cho chú bảy của mình, chú bảy đinh của mình ký. À, nếu chú bảy đinh ký thì à, tấm chết sẽ phát ra cho người dân thôi thì à, cuối tháng này hoặc là đầu tháng 3 thì tấm chết 1004 sẽ được phát ra cho mấy người dân à, đủ tiêu chuẩn để được lãnh à, còn à, <laughs> còn ấy thì à, họ sẽ nếu mà ai có chương mục rồi á, thì à, họ sẽ gửi thẳng về trong số tài khoản chương mục giống như lần trước cũng như mấy lần trước như vậy à, thì à, lần lần này à, chúng ta sẽ lãnh à, tấm chất thứ ba hỗ trợ lần thứ ba này thì sau tết rồi à, sau tết đầu tháng 3 thì coi như là uh, cái gì Easter hả à, <laughs> thì nó cũng được được cũng đỡ cho một phần nào cho người dân nhất là những người mà làm lương thấp, income cơm thì họ có tiền để xây sở tại sao mà đảng cộng hòa họ không đồng ý với lại cái số tiền hỗ trợ tới một tỷ này nhiều quá họ nói nhiều quá tại vì à, cái cái có hỗ trợ này nó gồm có vaccine nè, có trường học nè, có à, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ nè, thì người ta đồng ý ok nhưng mà nó kèm theo những cái li ti cái cái khác nữa chẳng hạn như là hỗ trợ cho tiểu bang, à, chính quyền địa phương, chính quyền địa phương là cái gì? tiểu bang nào được nhận sự hỗ trợ đó nó cũng hơi mập mờ cả các bạn ha nếu mà sự tại vì nó mập mờ với lại tại sao phải 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 chi rất là nhiều tiền cho tiểu bang nào đó rồi hay là cho chính quyền địa phương nào đó nói chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương nào cũng người ta cũng cần hết chị chứ ta phải là một chính quyền địa phương của cái tiểu bang đó đâu cho nên đảng cộng hòa họ không đồng ý là như vậy mà hình như cái 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 đề xuất 1900 tỷ này là cũng hỗ trợ cho những nước á Đông nữa, trong đó Việt Nam mình cũng có được lãnh nữa. Hình như là như vậy. À, nếu nếu thông tin mình cập nhật chính xác là như vậy đó. Rồi coi như là một cái tin tức ngắn gọn lẹ của buổi chiều hôm nay mình mới cập nhật được. Vì là tất cả chúng ta những người mà đủ tư chuẩn đó thì lặp lại một lần nữa những người độc thân thì làm dưới 50.000, à, hai vợ chồng thì làm dưới 100.000 thì sẽ lãnh được à, gói hỗ trợ lần thứ ba một tấm trách 1 tư mỗi người và trẻ em thì cũng vậy, cũng 1 tư luôn. Vâng, cảm ơn à, các bạn đã theo dõi thông tin của mình. À, nếu mà các bạn thấy chia sẻ này hữu ích thì cho mình một cái like cho Sài Gòn à, Cali Sài Gòn một cái à, đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn thật nhiều nha. Chúc các bạn một buổi chiều thật vui vẻ, hạnh phúc lái xe đi làm về cẩn thận cẩn thận và cẩn thận đông ok với một buổi cơm tối với gia đình thật vui vẻ an lành bye bye hẹn lại các bạn một video clip lần sau bye bye các bạn bye bye